Đổi nào. Vì chúc mừng con đã chào đời. Mẹ mẹ luôn. Qua cho nó đi. Chưa gì vậy hả? Ăn con rồi. Một con nữa. Chết rồi. Không, cái nhau đó. Mày không bự không? Tôi tổng 60 ngày luôn đó nè. Còn mấy con nè. Sang hóc cái tư lắm. Vừa thấy con kêu nha. Ông mổ á. Mổ xong rồi có dính con trong bụng mẹ luôn á. Nó sót hả? Nó sót á. Cái đó cũng nguy hiểm. Thấy chụp hơi rồi, cái con này đè ra được, rằng nó được, còn nó phải chụp hơi chứ. Mẹ mẹ nó sẽ sót. Mẹ con, mẹ con. Mẹ con đang nói, tại vì có mẹ mà ba kia nó mà to này, một con nhỏ nó bằng nhau hết trơn. Nó kẹp nữa rồi. Con đầu tiên hai là xuống bên nhà ba nó là nằm ở góc này. Nhà sao lại ngoài? Cái đèn này cũng được, hai đèn mai đổi đen. Đèn mai đổi đen. Lúc 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 đổi đen sủi nó thì mình để nó ngoài cho sáng nó xíu.